Nè, và đây nè. Đây. Wow. Rồi, như là vào phòng quần áo của ta lần đầu tiên đấy. Wow. Học cái kiểu dạ dối này ở đâu đấy. Hello, have you seen Xin? Hôm nay thì cũng là một tập mix đồ, nhưng mà cái người mix đồ thì cũng không có quá xa lạ. Đó chính là ông Tom. Hello mọi người. Mọi người vào Sài Gòn có mới 2-3 tuần rồi đó mọi người. Đi những người mà mới subscribe, chị chưa biết Tom là ai, Tom giới thiệu lại đi. Hello mọi người, mình là Tom, em trai chị của anh. Em bao nhiêu tuổi? Em 14. Thì đấy, nói chung là tại vì dạo này đợt dịch nên là Tom từ Hà Nội vào đây, vào Sài Gòn thì quá rảnh, cả ngày chỉ có nằm không bấm điện thoại, không có làm cái gì cả. Mình thấy em mình rảnh rỗi quá này là không ổn, thế nên là mình quyết định ra cho nó một chút nhiệm vụ để cho nó có thể hoạt động chân tay hơn, có thể động não hơn một tí. Thì đó chính là hôm nay Tom phải mix cho chị hai bộ quần áo theo hai phong cách khác nhau. Mix theo một là nữ tính, cá tính, hay là phong cách đi chơi, đi làm, hay là đi cà phê xong rồi đi event, Tom thích kiểu gì? Hay là phong cách một bộ hip hop, một bộ này gì kia gì, Tom thích mix như nào? Hai bộ rồi. Nữ tính, cá tính. Nữ tính và cá tính, ok. Nói chung là mình cảm thấy là Tom cũng có một chút gu thẩm mỹ, cũng được thừa hưởng với mình, nên là mình mong Tom sẽ thành công qua thử thách ngày hôm nay. Đi vào từ quần áo nhé. Ok. Nào, vào đây nè. Đây. Wow. Rồi, như là vào phòng quần áo của ta lần đầu tiên đấy. Wow. Học cái kiểu dạ dối này ở đâu đấy. Đây, nói chung là đây nhá. Áo chị đây. Áo đây, giày hai bên này, túi đây. Bắt đầu đi. Làm đi. Chắc là bộ nữ tính trước ấy. Để chọn đi. Chị cứ bình tĩnh nghe, phải nhìn qua đấy chứ. Ok. Nhìn qua trước. Ở đâu là váy cơ? Đấy, váy đây. Thế lại mỗi váy không hơi đơn giản. Tùy Tom thích cái gì, nói chung là làm nào để ra được cái phong cách nữ tính là được. Đối với Tom thế nào là nữ tính? Xỉ mở đầu bứt tai khó thế cơ. Chị đứng dậy. Đây không? Đấy, vâng, đấy. Chắc chắn chưa? Rồi. Ok. Rồi, giày gì, bằng váy đi giày thể thao hay là cao gót hay là cái gì? Động não nào. Đây gì ấy? Bút á? Ừ. Em nhìn cũ kiểu gì đấy. Chiến cái này luôn. Nó là kiểu này đúng không? Ừ. Được à? Thật là một sự lựa chọn vô cùng táo bạo. Ok. Giày. Đưa giày đây. Giày á? À nhầm, túi. Túi à? Không. Không. Cần không? Không thì không cần túi, khó quá thì thôi. Thôi theo em không cần túi đâu. Rồi, thế rồi, khuyên tai đi. Đây. Xong đây, mình cái khuyên này, khuyên tròn này. Cái nhẫn như này. Cái này luôn đi. Ok, được rồi. Dùng luôn cái này được. Hay quá. Dùng luôn cái này gì? Vâng. Ok. Rồi thì bây giờ một bộ cá tính. Cá tính là bây giờ nữ tính mặc đồ trắng là cá tính mặc đồ đen gì? Đập vào mắt quần đen tím này hợp lý đấy. Được rồi, thì áo. Áo gì này? Quần này thì tôi chọn áo màu gì? Nữ này. Tôi được. Qua đi. Chị cầm cái này trước ạ. Ok. Lâu quá đấy. Được chưa? Thế thôi. Tôi tạm cái đấy. Thì mới chọn này đúng không? Vâng. Ok. Tiếp đến giày đây. Đây giày tôi muốn chọn giày gì? Chọn giày sneaker hay là boot hay là gì? Chắc là đôi này. Ôi giời ơi, ok. Này có xem cái ảnh nào chị mặc bộ này được không đấy? Bộ này là bộ chị mặc đi nhuộm tóc rồi đấy nhá. Em chỉ thấy chị nhuộm tóc tím thôi, em không thấy mặc cái bộ này. Khuyên tai nốt đi xem nào, túi luôn đi. Cái nào hầm hố thế nhỉ? Ui, hầm hố á. Ui, kinh quá. Túi không? Túi gì nào? Thôi xong, đúng nó chuẩn là một cái outfit chị mặc để đi nhuộm tóc rồi. Ok, thay đồ nhá. Để thay đồ đi. Xem có cần cái mũ không nhỉ? Ờ, thế Tom tùy tìm mũ đi cho nó khác đi xem nào. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ đi thay đồ. Đi các bạn ơi. 2, 3. Hello.
Được. Cái giày nó sai rồi. Cái giày nó em không nghĩ nó phải nó lại thế. Thế em nghĩ là như nào? Thế em mới chọn lại giày hả? Chọn lại đi nhanh lên. Thì cũng rất là bất ngờ, không hiểu sao tôi lại chọn cái bài nữ tính hết mức như này. Đây đây đây, xin đi đôi này vào. Đi thảo 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 thảo. Em chưa nghĩ đến chuyện đấy. Đấy chị. Úi là lá. Nhìn đỡ hơn rồi. Đỡ hơn rồi thì đấy chưa? Nữ tính hơn. Nữ tính hơn chưa? Rồi ạ. Ok. Thôi các bạn ơi, bằng đấy xem đi. Bằng đấy chấm xem cái outfit này là được mấy điểm đây. Đây và đây là một sự sửa sai của ông Tôm khi chọn đôi bút quá chiến kia bây giờ. Đã chọn một đôi bút trắng nữ tính hơn rồi. Đã. Nào hoan hô chị đi. Anh là tay to, khá là hay ho. Anh lại hay lo. Nếu phần này to. Em lại trông xinh, hơi lại thông minh. Và nhìn em lại chắc. Nhưng em đi một mình, em muốn quên đi một cuộc tình. Không cho tình nhớ chơi đùa mình. Nhưng mà quá khứ em chìm sâu. Em quay cuồng trong anh đèn màu. Và em không biết lo ra đâu. Wow, thật là thật là cá tính. Thật là cá tính. Sao sao có thay đổi cái sự lựa chọn gì không hay ok rồi? Ok rồi mà. Ok chưa? Ok rồi. Stupid rich, I'm a stupid rich man. Yeah, stupid rich, I'm a stupid rich man. Yeah, stupid rich, I'm a stupid rich man. Yeah, stupid rich, sáng ngồi cà phê aha. Bản thân mang ra một hoa ca. Wow, đồ ngon bay sang tận qua ta. Yeah, qua tao cười ca 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 ca. Luôn luôn nhớ lời của mama. Không được xuất hiện trên radar. Flow tao mạnh như là AK. Yeah, ratatata. Take it the back, xong rồi sách đi. Thi triển võ công như là Jackie. Nếu mà hám tiền được tính là virus thì tao chắc chắn sẽ bị cách ly. Tao muốn nhìn gương thấy tay phát sáng. Tao muốn ngồi trên một cầu dát vàng. Ít khi chơi nhưng mà chơi là chắc táng. Nếu mà mua đồ gốm thì phải là gốm Bát Tràng. Không bao giờ ăn omachi. Sẽ được nhập khẩu từ Japan. Vâng, đó là hai bộ mình đã pick cho chị mình. Mọi người thấy sao? Mọi người hãy comment mọi người thích bộ nào thì comment dưới nhé. Để mình sửa. Để mình nói lại cái ý của Tôm, ý là mọi người thích bộ nào thì mọi người hãy comment bên dưới. Rồi nhận xét như thế nào thì để Tôm sửa để lần sau Tôm sẽ mix cho mình những bộ đẹp hơn. Đấy, còn nói chung là qua hai bộ mà Tôm mix vừa rồi thì mình nhận thấy là lúc em mình con mắt thẩm mỹ nó cũng ngang như là. Ừ, đấy, nói chung là cũng được. May là không mix cho chị cái váy kia về cái đôi mút đấy không. Ôi, chị đuổi ngay ra khỏi nhà. Thế là cũng được rồi. Cảm ơn người đã tham gia vào clip ta ngày hôm nay. Bây giờ hãy lui ra bấm điện thoại tiếp nằm rảnh đi. Bye bye mọi người. Bye.